Bác đang sử dụng xe ô tô nhưng mà các bác vẫn đang phải sử dụng cái giá đỡ điện thoại trên xe đó. Đây ví dụ như cái khách hàng của em đây, đây giá đỡ điện thoại cốp xe này đấy, có rất nhiều loại giá đỡ đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà bây giờ thì đã không cần phải sử dụng cái giá đỡ đây nữa rồi đấy. Đi về Thì hướng Tây Nam lên các Phan bác Đình Phùng về nâng cấp phía lên thống một cái nhất. màn Android như thế này, nó sẽ có dưỡng dành riêng cho các dòng xe nha các bác nhé. Đấy, điều đặc biệt là các bác muốn chỉ đường thì các bác chỉ cần chạm vào đây thôi đấy, ra lệnh giọng nói thôi, đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Đấy. Khi có màn này rồi thì các bác muốn đi bằng bất kỳ đâu Đi thì về các bác hướng chỉ Tây cần ra Nam lệnh lên giọng nói Phan thôi. Đình Phùng về phía Đấy là thống nó nhất. sẽ tạo cái lộ trình cho các bác đi cái địa, đến cái điểm mà mình cần tới đúng không ạ? Đấy, 65 km 1 giờ 1 phút là tới rồi, sân bay Nội Bài 12 giờ. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Đấy. Hay ở chỗ nữa đó là nó có rất nhiều bản đồ và đặc biệt có bản đồ cảnh báo tốc độ cho các bác nhé. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Navitel. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Navitel. Đó, ngay lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng bản đồ có cảnh báo tốc độ cho mình. Ở trên này thì các bác muốn sử dụng Vietmap Lite hay là Vietmap S1, Chuẩn bị S2 thì cách các bác có thể cài đặt được hết. 150 m chú Đấy. ý. Và nó có thể tích hợp được cam hành trình, cam lùi. Đấy, đây, cam lùi đây các bác nha. Cam lùi khi lên màn nó là cam lùi AHD nên rất là sắc nét luôn. Đây, các bác có thể thấy đúng không ạ? Đó. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái ứng dụng đầy đủ, những ứng dụng cho các bác nghe nhạc giải trí online trên này. Đấy, các bác thích ứng dụng gì các bác có thể vào cửa hàng Play tải về thôi. Đấy, thông tin bảo hành thì có ở trên này luôn. Đấy. Bảo hành online cho bác luôn. Đấy, bác nào mà đang sử dụng các dòng xe mà muốn chiếc xe của mình thông minh hơn đấy, thì các bác có thể qua Cala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhá.